chuyện mưa nắng nắng mưa lỗ một mình rồi nàng buồn thớ tận chẳng còn ngôi trang điểm qua màu phơi để phải u đêm tàn cả hương sắc tháng ngày luôn héo hoa không tươi khi hay nàng hít nói chim muông ngừng tiếng hót trời không thương nên đêm đổ giông tố cướp đi cuộc đời nàng. Vâng, xin chào tất cả các quý vị đã trở lại với kênh của DVH Audio. Vừa rồi thì các bạn đã nghe qua một đoạn clip, một đoạn mình test nhạc với cái chiếc lọc S-Line. Đây, S-Line. Mã nó là F2.31. Nhạc thì đang phát nhạc của Lệ Quyên các bạn nhé. Nhạc của Lệ Quyên này từ điện thoại cắm qua lọc. Ở đây thì mình đã tháo sẵn nắp trên của một con rồi để cho các bạn xem. Đây này, đây là đầu nhạc vào các bạn nhé. Ở đây đầu nhạc ra, cắm xuống vang, từ vang cắm xuống cục đẩy và từ cục đẩy ra đôi loa Party House DH12 chính hãng. Và con này thì là hàng bãi xịn các bạn nhé. Đây là lọc này là hàng bãi xịn luôn. Đấy, nhấn mạnh với các bạn lại là hàng bãi xịn luôn. Chất lượng rất là ngon và toàn bộ là hàng zin hết. Đây, mình đã tháo nắp một con ra cho các bạn xem. Đây, đặt ra ngoài này cho sáng. Đây này, các bạn có thể nhìn được cái linh kiện của nó, là nhìn cái vỉ mạch nó đẹp chưa? Nhìn vỉ mạch rất là đẹp luôn các bạn nhá. Linh kiện thì toàn bộ là linh kiện dán. Linh kiện dán này, nhìn này. Linh kiện đắt tiền này, nhìn mạch cực kỳ bóng và đẹp. Do là cái này bãi, nhưng mà các bạn có thắc mắc là tại sao nó đẹp thế không? Tại vì các bạn phải hiểu là lọc thì là nó không có nhiều các cái lỗ thông gió vào và nó không bị bụi nên là mạch nó rất là sạch. Đây, mã này EQ231A này. Con này là hai vỉ các bạn nhá. Đây này, ở trên một vỉ và ở dưới nó có một vỉ nữa cơ. Đấy, đấy các bạn nhìn này, phía dưới nó có một cái vỉ giống y hệt cái vỉ này. Và các bạn có thấy được cái độ đặc của nó không? Tức là mình tháo cái nắp ra, đây này, tháo cái nắp trên ra phát là nhìn ở trong nó đặc ruột luôn, nó không rỗng. Đấy, nói chung là lọc bãi này, bãi xịn luôn, bảo sao nó giá trị như vậy. Tại vì nó xịn đơn giản vậy thôi, và thường thì hàng xịn thì nó tiếng nó hay và nó thiết kế thì ngon hơn các cái hàng rẻ tiền nhiều các bạn ạ. Đấy, thì này linh kiện dày chi chít và rất là đặc ruột các bạn nha. Và đây là phía sau rồi. Ở kia thì là đang test một con. Đấy, kia thì đang test một con. Và con này thì tháo nắp ra cho các bạn xem bên trong luôn. Đây, đường vào này. Đây là đường vào này, input vào thì gồm có jack 6 ly và jack Canon. Đây, đầu ra này cũng có jack 6 ly và jack Canon. Con này thì công nghệ của Mỹ các bạn nhá, technology của USA. Mã vạch sản phẩm này. Con kia cũng có mã vạch luôn. Con này thì trông thì còn khá đẹp các bạn ạ. Chắc là người ta bảo quản, người ta sử dụng ở cái môi trường nó sạch sẽ, bảo quản tốt, thành ra là rất là đẹp. Đấy, các bạn thấy không? Đẹp không? Cái này là cái chân ground này là để nối mát này, xoáy này ra. Đối với những cái dàn mà nó bị dò điện ấy thì là đấu mát vào cái dây này các bạn nha. Đấy. Đấy, tháo nắp ra cho các bạn gọi là khoe cái ruột gan cho các bạn xem vậy thôi. Rất là đẹp. Nhìn này, mạch bóng loáng luôn. Cực kỳ đẹp. Con này thì mình đoán là nó cũng sản xuất ở những cái năm nó gần đây thôi. Tại vì nhìn trông cái nước sơn nó vẫn sạch và nó không bị loang lổ, nó không bị bong cho lắm. Đấy, rất là ngon. Ok. Đây, nắp trên của nó đây. Nắp trên này toàn tiếng Anh thôi, đọc chẳng hiểu gì luôn. Toàn tiếng Anh thôi. Rất là xịn sò và hay. Đây, vẫn tiếp tục bật nhạc của Lệ Quyên. Bây giờ thì mình sẽ ấn cái nút này này. Đây này, nó có cái nút này là in trên out này. Tức là nếu mà ấn vào đây thì là nhạc sẽ đi qua dàn lọc. Cho bé nhạc chút, nói chuyện cho dễ nhé. Ấn vào đây này thì là nhạc sẽ đi qua dàn lọc. Và nếu mà nhả ra thì là sẽ không đi qua lọc. Thì bây giờ thì mình sẽ tăng volume lên và test thử cho các bạn xem được là cái khả năng mà cái nâng cái tiếng hát lên, nâng cái khả năng lọc của nó ấy, và nó nâng cái nhạc lên nó hiệu quả đến mức độ nào, thì mời các bạn theo dõi nhé. Bây giờ thì mình sẽ tăng volume này. Chế sắp hết nhạc rồi, để bật lại đã, sắp hết nhạc. Ok nhá, các bạn lắng nghe nhá, mình sẽ tăng volume và mình sẽ ấn vào hai nút này, nghe nhạc nó sẽ khác hẳn luôn. Ấn vào thì nó sẽ đỏ nè, đây này.
lòng rồi. Hợp tan, hợp rồi tan như mây kia gặp gió. Đấy các bạn thấy không, mình nhả ra là thì là cái nhạc nó sẽ đi thẳng, nó sẽ đi thẳng qua lọc, coi như là cái lọc này không có tác dụng gì và nó chỉ nháy đèn cho nó vui thôi. Nhà không đi qua dàn lọc nhá. Thì bây giờ sau khi mà mình ấn vào thì là nhạc nó sẽ đi qua dàn lọc và nó hay hơn rất nhiều. Đấy nhá, bây giờ mình tăng volume lên và mình sẽ ấn này. Ấn này. Nghe cái tiếng nhạc nó cũng nổi hơn nhiều luôn. Đấy là mình vừa nhả ra đấy. Lại ấn vào nha. Đấy, nói chung là chỉ là test một chút thôi, các bạn đã nghe được cái khả năng lọc tiếng, nâng tiếng của nó rồi. Rất là hay các bạn nhá. Rất là hay. Sau khi mà mình ấn qua cái nút in trên nào, tức là bật cái dàn lọc lên ấy, nghe nó phê hơn rất là nhiều, và nếu mà mình nhả ra thì lại nghe cái bản nhạc cốc thì nghe nó nhạt hơn. Nói chung là nếu mà các bạn mà chưa chơi lọc bao giờ thì cũng chẳng có điều gì xảy ra, nhưng mà chẳng may mà chót chơi lọc rồi mà bỏ lọc ra thì nghe nó chán vô cùng. Cái lọc xì này nó tác dụng nó vào một cái dàn âm thanh, nó dạng kiểu như là một cái dạng chất kích thích ấy, dạng kiểu như là chất kích thích, nó làm cho cái cảm giác nghe nhạc của mình nó hưng phấn hơn. Nên là nếu mà đã chơi lọc rồi mà thiếu lọc thì không thể nào mà chịu được. Còn những ai mà chưa chơi ấy, chơi lọc là nghiện luôn, nghe nhạc sẽ phê hơn rất là nhiều các bạn nha. Đấy, test một đoạn test nhỏ vậy thôi là các bạn đã nghe rõ được cái khả năng lọc tiếng và nâng tiếng của nó. Và cái này thì đây, lô này thì hàng bãi về lẻ ra có mỗi hai con này thôi. Thì bao zin cho các bạn nhá, hàng bao zin luôn và test tất cả hàng gửi đi đều test ngon lành, để đóng hàng mới gửi đi cho các bạn. Hai con này còn khá đẹp. Đấy, bên mình thì bán với mức giá rất là phải chăng thôi, và ship hàng tận nơi trên toàn quốc cho các bạn nhá. Dù các bạn có ở nơi đâu, chỉ cần thực sự có nhu cầu thì mình sẽ ship hàng đến tận nơi cho các bạn. Đấy, ngoài ra thì còn rất là nhiều các cái lọc khác loanh quanh, tầm giá nó chỉ 2 triệu này, tầm giá 2 triệu hơn 2 triệu một chút thôi. Đẹp đẹp thì hơn 2 triệu mà xấu xấu thì dưới 2 triệu một chút. Đây, vẫn còn rất là nhiều cho các bạn lựa chọn nha. Hơn 20 con cơ. Trong nhà vẫn còn nữa. Rồi các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với mình nhá, thì mình sẽ tư vấn cho các bạn nhiệt tình. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh, nhớ ấn cái nút đăng ký màu đỏ phía dưới clip các bạn đang xem ấy, để cập nhật các clip mới nhất từ kênh của mình. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của DVH, và xin chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.